em Khánh xin chào cả nhà nha. Nay em lại tiếp tục đi câu cá với vào rừng ngập mặn ở Cần Giờ tiếp nha cả nhà. Giờ bắt đầu anh em mới xuống tới bến để chờ ghe vô rước này cả nhà. Thì bữa nay đi cũng thành phần cũng mới ba anh em à. Đó, đồ em chuẩn bị sẵn rồi cả nhà. Giờ chờ ghe vô rước rồi cả nhà. Em ra lại cái bè cũ ngoài chỗ bè của Tâm á. Rồi sẵn em vô rừng em săn bắt luôn nha cả nhà. Tại vì em cũng mới mua chiếc thuyền á. Nên em cũng muốn đi để khám phá gửi đến cả nhà xem ha. Cả nhà có gì theo chân em nha. Rồi, đưa đồ anh ghé hết rồi nha cả nhà. Giờ bắt đầu xuất phát vô bè nha cả nhà. Vô đó xong rồi anh em câu kéo gì đó rồi sẵn em vô rừng em quay săn bắt trong rừng rồi cho cả nhà xem ha. Thank you.
em nấu miếng mì em ăn đó cả nhà. Này mới làm sắm được cái bếp ga mini này cả nhà. Giờ em nấu miếng mì em ăn đói quá. Sáng giờ. Giờ anh em nấu cơm để ăn trưa nha cả nhà. Nay thì có cái bếp ga mini mới nên anh em tự nấu cơm ăn luôn. Cơm với kho miếng thịt với xào miếng rau ăn nha cả nhà. Cái này nó tụt à. Em dịnh lại cho nó tụt quá đúng rồi. Rồi cơm chín rồi nha cả nhà. Bây giờ em kho cơm chín rồi cả nhà. Em kho miếng thịt kho với măng nha cả nhà. Măng này cả nhà. Rồi thịt xào măng chín rồi nghe cả nhà. Bây giờ bắt đầu chuyển qua em xào rau nghe cả nhà. Xào miếng rau nữa là mấy anh em ăn cơm nghe cả nhà. Rồi rau chín luôn nghe cả nhà. Giờ anh em dọn cơm ra gì em mời cả nhà ăn cơm với ba anh em của em nha. Rồi giờ ba anh em của em ăn cơm nè cả nhà. Bắt đầu giờ ăn cơm. Em mời cả nhà ăn cơm nha. Này em mời cả nhà ăn cơm nè. Rồi nha. Đây. Rồi em mời cả nhà ăn cơm với ba anh em của em nha. Giờ kéo luôn đi anh Tâm. Đó, lúc cá dính cá nha cả nhà. Dính rồi. Ăn cơm cũng nguyên. Dính cá nè cả nhà. Đang ăn mà dính cá là lụm câu luôn. Đây, Út nè cả nhà. Rồi, cái Út đã không? Bỏ vô sâu luôn anh. Rồi, ok. Bỏ vô sâu nè. Mưa lớn quá cả nhà ơi. Anh em vẫn thả câu. Quá lớn luôn. Tại hả? Mũi giờ này ra nè. Nhỏ quá. Cá nhỏ. Đó. Đó. Vô. Cha. Sao vậy? Anh có cá không? Anh có cá không? Nước này ngon quá chứ. Nước này ngon mà có điều mưa quá nãy giờ. Giờ này bắt đầu mũi nó ra. Cái lỗ này không bằng cái lỗ trên đó hả? Ở đây không bằng cái lỗ ngay ngã tư. Ừ. Vô không? Đó, mới để xuống lượng tiền ha. Đó. Đưa cái thùng cho ảnh luôn, đưa cái thùng cho ảnh luôn. Bây giờ đưa anh cầm cái cây này sao được. Em đang quay. Đây được cây đó đây.
Bù con nó mập á. Cầm vậy coi chừng dướng á anh Tâm ơi. Có không? Đó, gục. Đó. 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 Câu một cây thôi, câu hai cây nó dướng dữ lắm. Cái gì bước qua dính nữa rồi. Anh lấy cái gỗ heo á, cái gỗ nè. À, bỏ đây nè. Gì? Để con rồi gái em sảy nè. Bồ, biết luôn hả? Có không? Câu hết cái đợt cá lớn rồi, giờ còn cá nhỏ không? Đó, gục kìa. Gục, gục. Ôi, rớt, rớt cái thao. Có, có không? Dính thì dính, chơi mà đá cái thao luôn, uống về vậy đó. Thank you.
rồi em. Ôi cá cha. Á bộ mắt quá. Giờ này bộ mắt nó ra ghê quá. Có bữa đâu có đâu ha. Bữa nay nước kém mà. Rồi bỏ vô đi. Bắt kia cũng nấm rồi đó, tối nó nhiều. Bữa nay nó bắt mấy ký nấm. Cúm nấm nó giống như cua đó. Cúm á. Cúm á. Em anh nè em ơi. Đó. Ông nhìn thấy bể đầu hoài sợ luôn hả? Còn bể dài dài. Cá đàng hoàng nha. Thả đáy cách đáy mà tất. Cứ thả xuống. Ờ, từ đó. Không hết. Cách đáy mà tất á. Em cứ để. Con gì cá cái gì trồng quay vậy ta? Cá gì trồng quay vậy? Ừ. Kẻ, con ăn gì nó lên kìa. Rồi, lên cá nữa này cả nhà. Trời ơi, ghê chưa, đó cần thủ. Một em cá cha. Có út mà như cá cha. Em làm vậy đến Khánh kìa. Em đâu có rộng đâu. Lên tiếp. Cần thủ tâm lên tiếp. Đó. Thầy bắt cá mệt nghỉ thôi chứ. Nói gì đâu con. Tiếp tục, cần thủ tâm lên cá tiếp. Trời ơi. Nhớ như này, ngày của tâm vậy. 10 ký rồi. Vô. Ghê. Hay quá Tâm ơi. Vô. Dính cá anh cười tươi gớm. Tiếp tục. Cần thủ tâm lên cá nữa. Trời ơi.
Hay quá. Trời ơi. Trời ơi cút. Wow. Ghê quá, ghê quá. Hay quá, hay quá. Sợ gãy câu tí. Tắm lại đồ. Rồi, tắm mấy đồ nè, tắm mấy đồ lên cá nữa nè cả nhà. Đó, trời ơi. Đúng là tắm mấy đồ. Tắm kia này ở nhà đây cũng tắm này à. Cái gì? Rồi, tí lên. Trời ơi, lên con mini. Con này lúc trước là kia bự á, bữa nay là kia nó là con mini nhỏ đó. Giờ tối rồi nha cả nhà. Giờ anh em bắt đầu nấu miếng nước để chế mấy con mì ăn với thịt với cơm hồi giờ trưa còn nha cả nhà. Thì mời cả nhà ăn cùng với mấy anh em của em nha. Còn gì ăn đó. Giờ hai anh em với Tí Nguyễn đi vô rừng coi săn có gì săn không nghe cả nhà. Đi trên chiếc thuyền của anh em mua này cả nhà. Giờ đầu để đi khám phá thôi coi cả nhà, từng con nước bây giờ nó mới lên rồi cả nhà. Giờ để coi hai anh em săn được cái gì quay lên cho cả nhà xem ha. Ừ, thì có gì mình coi thấy coi có gì mình thử. Có thấy rạch không? Rạch ở dưới này nè. Quay cái đường đi quay gì đâu. Ừ. Đèn sao mà nó không đủ sáng hả? Chắc đưa có đèn sao ra đằng trước luôn. Lên trước sau mình kèo ra chiều vô. Kèo mình đi quay cho cả nhà xem nó cái rừng ngập mặn của Cần Giờ nè cả nhà. Này là rừng ngập mặn Cần Giờ nha cả nhà. Đâu rạch đâu? Rạch nó nằm ở dưới đây nè. Đây có con rạch ở chỗ đây nè. Đâu cha? Từ từ, từ từ. Từ bữa anh mới đi bắt một lần ở đây nè, anh thấy con rạch. Để em kiếm cái con rạch quẹo vô đó nghe cả nhà. Rồi, tìm thấy con rạch rồi nghe cả nhà. Giờ anh em lậu vô thử coi có gì săn đó nghe cả nhà. Đó, đây nè. Nên ná thủ theo. Ờ thôi, còn mình đâu có dám. À, để coi có khí ở đây đó nè. Cứ chạy sát ở trong chút xíu. Nó bỏ đâu? Nó bỏ mấy cái cây nè. Trên cây à? Ừ, em coi cho mấy cái nhánh cây nè. Em thấy à. Thường lên mấy cái nhánh cây nè. Đặt ở đây nè. À, coi coi có bạc khí không. Có bắt luôn. Con ốc đá rồi. Không, ốc đá từ kia nó đi. Bắt ốc len còn có không ở đâu. Dòng nãy giờ mới bắt được con bạc khía rồi cả nhà ơi. Sát vô đây nè. Đi ngoài soi thấy. Con gì chứ hết hồn. Cát mà vô chạy một bên thôi cho nó chạy vô trong đó.
Ở vậy. Cái gì nó kêu? Loa chứ cái gì? Loa rừng. Nước cạn thì tối mà nước cạn thì sướng cái là biết gì không, bắt mấy răng nước tại vì hai anh em đi chèo vô đây thử coi vô không. Sơ ngoài nó có ngoài này thấy rồi đó, chỉ nó vô cái khúc rừng thấy hàng ngày nước đầy ban đêm nước cạn hay ngon. Lấy hai bằng thì chấm muối nè bằng nè, quá trời cái bằng nè đã cái bằng nè cả nhà bằng muốn lắm cái gì đó cái gì lắm tìm có chứ, ở trong này có nhiều trong rừng đó. Từ sáng mai đi vô đó bắt ốc len. Ốc len nhiều nhiều lắm. Ốc len bự bự lộ một không à. Trời chèo gì tuốt ở ngoài sao thấy đường chim như vậy. Chim cò nó ngủ đó bay rồi kìa ha đó nè đó không nè đó có đêm đâu nè chim ngủ rồi cả nhà gì lấy không đi dòng là gì lấy đi chèo ra đi. Anh em đi săn khó khăn quá cả nhà. Đi từ nãy giờ săn được gì hết trơn. Nước lớn nè. Thêm mấy anh em nữa lội vô luôn rồi. Cái hai anh em đi sợ lạc. Lạc ở trong không biết đường ra cả nhà. Nên phải đi ở vòng ngoài nhiều. Chùi sát sát mấy cây này nè, coi có bờ khía nè. Con gì à? Chuột hả? Chuột hả? À. Chạy à? Chạy vô đây à? Bà khi con bà khi nhỏ à. Em vô gần gần chút đi mới nhìn thấy được em ơi. Ra ngoài giữa em chèo khó thấy mà. Gần cũng vừa chứ không cần gần lắm nha. Cỡ này được không? Ừ, nó dễ. Có cây không? Đông cỡ này được. Đó, cỡ này thì anh nhìn thấy nè. Biết rồi. Kia núp trên cái lá kẹt được đám luôn kìa mà nhỏ nhỏ hồi ha. Ừ đó, nhỏ chút mà có bờ khía mà nhỏ lắm coi nhờ đó.
hai con, ba con nhỏ nhỏ không à. Ừ, ba bốn con. Ừ, quá chút trời luôn mà chơi nhỏ nhỏ. Đây, phát hiện con ba khía cho bá luôn nè cả nhà ơi. Ừ, bự lắm. Em đội đây làm gì chứ anh đội không được đâu. Nắm em kéo này vô nè. Đang chạy này. Ừ. Con. Đó. Trảo ngược cái đầu lại. Thấy đó kìa. Nằm vậy lá được. Con lá kéo vô nước còn nổi. Rồi. Xuống à, xuống rồi. Nó nghe đọc nó xuống. Khôn cái bà. Chứ sao? Còn kỹ kỹ coi có con nào nằm trên cây không? Nó đọc nó thấy nó xuống à. Bởi vậy em biểu anh nắm rung là nó xuống à. Mới bắt được mấy con ba khía à cả nhà. Mưa xuống rồi cả nhà. Anh em chắc phải về chòi lại cả nhà, về lại cái bè rồi cả nhà. Để lát mưa cái là anh em không có đem ô mưa theo cả nhà. Giờ là nó ngược nè, kèo kèo ra. Kèo ra chỗ trống mình kèo thì đỡ hơn. Mình đi ra đâu có gì sẵn mình lậm về. Ừ. Con xuồng trải nghiệm sông nước sướng à. Chèo con é luôn. Vì cái máy chèo nó lớn rồi đúng không? Anh cũng đỡ. Chèo nó cũng không lên nổi. Đúng mẹ kìa. Không bà khía nhỏ mà trốn lại kìa. Con đêm này bà khía nó lên nhiều lá. Cái đêm đi nãy đi rạch đó mà chịu đi là ngon. Rất nhiều. Sông nước mênh mông nè cả nhà. Anh em vào trong rừng săn mà cuối cùng lại hả? Mưa, gặp mưa quá trời luôn cả nhà. Anh em có chèo về bên cái bè để anh em lúc mưa cả nhà. Chắc sáng sớm, thì về dậy sớm để đi vô săn ốc tiếp cả nhà. Định là tối anh em đi săn ba khía rồi vô có con rạch rồi tới rạch thứ hai với mưa cả nhà. Anh em đang nằm cái miệng ngủ cái cá dính nữa cả nhà, cá dính như vậy giật thấy hay quá mà.
lên cá, đang lên võng hết rồi chuẩn bị đi ngủ rồi cả nhà. Đâu chén cá lên rồi đó, chín cá này cả nhà. Vô người đang ngủ.